Dạ em chào mọi người. Đây là cái bồn 20.000 lít nữa mọi người ạ. Bồn này hôm nay bên em đi giao đây. Đã được hạ xuống từ trên cao trên tháp kia xuống hạ cách đây 2 hôm. Hôm nay thì bên khách hàng đã làm xong, bố trí xong cái vị trí đặt bồn. Nên hẹn bên em giao cho khách đây. Bồn phải đưa cả bồn được rồi, nhưng mà đang lùi lại ra phía ngoài đường, cả xe cả bồn đang lùi ra ngoài phía đường để mình đưa lên cho dễ. Tại vì trong này xoay này bồn nó vướng này, vướng hai bên này đó, thế nên là cũng hơi khó xoay. Mà ra ngoài kia thì lại vướng dây cáp, do vậy mà mình lùi hẳn ra ngoài, không vướng cái gì mình xoay. Chiếm hết cái đường rồi đấy mọi người. May giờ này là ít người đi lại ạ. Đã xoay ngang ra rồi. Xoay ngang này thu cần dần, không biết có đưa được lên xe không hay là nó chật, cho nên là mình phải làm ở giữa lòng đường nó mới lên được. Lên xe được rồi. Chỉ có xe ô tô là bị chặn lại, còn những xe máy vẫn đi men men được. Bộ này bên em ra cho khách hàng ở Bình Chánh. Ra cho khách hàng xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh. Khách hàng đặt là bên em cái bồn này thì tính cả là ngày đặt là chắc khoảng được 4-5 hôm rồi đấy ạ. Họ làm thủ tục hợp đồng hóa đơn xong hết rồi, cán nền bê tông xong luôn rồi ạ. Thì bây giờ mang bồn về là đặt vào thôi ạ. Chào mọi người nhé. Ai mình cần sử dụng bồn nước lớn nhỏ như thế nào, cần đổi bồn, cần mua thêm bồn, cần lắp thêm máy nước nóng năng lượng mặt trời thì mình hãy vui lòng liên hệ với bên em theo số điện thoại 0978535953. Số này có Zalo để mình coi hình ảnh trực tiếp. Bên em có thợ đi lắp đặt, sửa chữa hàn chân đế, xúc rửa vệ sinh bồn nước và máy nước nóng năng lượng mặt trời.
ai mình cần hỗ trợ cái gì thì mình cứ gọi điện nhờ tư vấn hoặc để lại thông tin câu hỏi dưới clip này, bên em sẽ tư vấn cho mọi người mình nha. Rồi em chào mọi người mình nhớ đăng ký kênh để biết thêm nhiều thông tin hơn nha. Bồn đưa lên xe rồi. Bây giờ chẳng chặt một lần nữa rồi đi thôi ạ. Tại vì mình không ràng lại thì mình đi trên đường nó bị sóc, bị gặp ổ gà rồi mình tránh lé, nó sẽ dịch cái bồn dẫn đến nguy hiểm. Cái bồn 20.000 lít này thì đường kính của nó là 2m25, dài của nó khoảng 5m rưỡi, 5m45 gì đấy ạ. Ai mình có vị trí đặt bồn như vậy thì mình có thể đẩy được cái bồn 20.000 lít inox ngang ha. Bên em lô bồn inox 304 này 7-8 cái nhưng mà chỉ còn có một cái. Cái này đi rồi thì còn lại duy nhất một cái đây mọi người. Đó, còn lại duy nhất một cái. Và còn phía bên này là một cái 30.000 lít. 30.000 lít thì nó dài đến 7m rưỡi luôn. Ai mình cần sử dụng thì mình cũng có thể liên hệ đặt hàng ha. Để em chào mọi người nha. Tạm biệt mọi người.